Thưa quý vị, với nhiều giải pháp quyết liệt thời gian qua, tình hình dịch bệnh đã có những chuyển biến tích cực bước đầu. Tuy nhiên, cần tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp để kiểm soát, tuyệt đối không lơ là chủ quan. Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh tại cuộc họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các ngành địa phương vào chiều tối qua. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao các biện pháp phòng dịch của ngành y tế và các địa phương đã triển khai những ngày qua, đặc biệt là số xét nghiệm tăng và F0 giảm dần, từng bước tăng thêm vùng xanh. Chúng ta phải tiếp tục là phải rất là kiên trì, và đặc biệt là tôi nói lại là không được chủ quan, lơ là. Ở những cái thời điểm như thế này là đòi hỏi là công chí phải tiếp tục siết chặt các cái biện pháp kiểm soát và để chúng ta ngăn chặn bằng cách tốt nhất, chúng ta mới có khả năng thoát được cái nguy cơ là nó tăng trở lại. Bí thư Thành ủy lưu ý, từ thực tế dịch bệnh những ngày qua vẫn còn nhiều vấn đề các địa phương cần phải tập trung giải quyết. Hiện nay có hai cái vấn đề lớn mà chúng ta đang phải tập trung giải quyết. Một, đó là ở trong các cái khu kiệt hẻm. Thứ hai là ở trong các cái khu chung cư. Thì tôi đề nghị các đồng chí phải tập trung các cái biện pháp, nhất là đối với Thanh Khê, Hải Châu và Cẩm Lệ, là phải tập trung các cái biện pháp để khống chế và ngăn chặn ở các cái khu vực này. Đồng thời ở tất cả các cái khu vực cách ly tập trung, tôi đề nghị là các đồng chí phải tuyệt đối siết chặt, hạn chế cái phát sinh các cái ca nhiễm mới ở các cái khu vực này. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cũng lưu ý, thực tế số ca mắc từ các khu phong tỏa, khu cách ly vẫn còn cao trong những ngày qua. Trong tổng số 54 ca mắc mới hôm qua 30 tháng 8, thì đã có 39 ca từ các khu cách ly và phong tỏa. Đề nghị các đồng chí chúng ta tiếp tục quản lý chặt các cái khu này, vừa tăng cường kiểm tra nhưng là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào những cái khu này để chúng ta tăng cường giám sát, truy vết hết tất cả những cái F1 và F liên quan như các địa phương vừa trao đổi đó. Chúng ta cũng chưa biết là cái nguồn lây từ đâu. Chúng ta không được phép là bỏ sót bất kỳ một cái nguồn lây có nguy cơ nào. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, số ca mắc có giảm nhưng nguy cơ vẫn rất lớn nên tuyệt đối không chủ quan, lơ là, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch cho kịp thời với thực tế dịch bệnh. Các địa phương, các ngành là khẩn trương triển khai, và trong quá trình mà vướng gì nữa thì chủ động trao đổi với liên ngành. Nếu có gì vượt thì trao đổi với lãnh đạo thành phố để quyết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Các quận huyện thường xuyên cập nhật về thay đổi các vùng đỏ, vàng và xanh trên địa bàn để người dân được biết. Ngành y tế triển khai việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng theo đúng quy định ngay sau khi được Bộ Y tế phân bổ vaccine.